Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về sự nghiệp, tiền tài, tuổi Ất Hợi năm 2021. Theo tử vi 2021, vận trình của người tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, may mắn được ấn quan trợ mệnh, nên công việc suôn sẻ hơn, dễ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Theo đó, cơ hội sự nghiệp nhiều lên, việc học hành, thi cử cũng đạt kết quả tốt hơn trước. Tài lộc ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính. Nhưng mức thu nhập này đủ để bạn trang trải cuộc sống hàng ngày. 1. Về công việc, làm ăn. Công việc năm 2021 khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công việc ổn định. Bạn hoàn thành rất tốt, trọng trách cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra, quý nhân vận đường lúc vượng còn giúp bạn nhận được những sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hay bại, cái chính vẫn phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Đường số cần mạnh dạn, tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho đường thăng tiến. Những bạn vẫn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng. Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với người đang đi học hay có ý định học lên cao, cần tập trung tinh lực. Đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. 2. Về tiền bạc, tài chính. Trong năm này, phương diện tài lộc của người tuổi Hợi khá tốt. Bản mệnh nếu cố gắng, chăm chỉ làm việc thì sẽ có của ăn, của để. Nhờ có thái cực quý nhân nên công danh sự nghiệp thăng tiến, không thiếu tiền bạc. Nhưng cần lưu ý rằng, nếu chi tiêu hoang phí, không coi trọng tiền bạc thì cũng sẽ rỗng túi, tiền về tới đâu, hết tới đó. Với một số người muốn đầu tư vào kinh doanh hoặc lĩnh vực nào đó thì có thể cân nhắc. Nếu có kiến thức, sự chuẩn bị thì trong tương lai, khi công việc phát triển sẽ mang về nguồn lợi nhuận. Nhưng năm nay, không nên đầu tư mạo hiểm, liều lĩnh nếu như chưa có sự chuẩn bị. Tử vi tuổi Hợi 2021 dự báo công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ. Việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra trong năm nay. Những bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp. Hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong đời. Cần chú ý rằng trong năm có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi. Rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy bạn mới không bị phá tài. Ngược lại còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.